như một số nó thực người mà dụng, nghĩ đâu, nói chung nó thực dụng, đúng nó đúng đúng thực đúng dụng, đúng đúng nó thực đúng dụng đúng vậy đúng thôi. đúng nó thực dụng thực tế. Người Mỹ họ sống rất là thực dụng thực tế, họ đánh nhau bể đầu trái rồi cái ngày hôm sau họ không có gọi là 10 năm sau trả thù cho bượng, họ không có gì đó, họ không có vụ đó. Đánh nhau bể đầu chảy máu xong rồi bắt tay quề, bữa sau gặp nhau hi hello how you rồi thôi. Cái người Mỹ họ vậy đó. Bởi vậy tôi thấy người Việt của mình mấy phần mà chống phá đất nước á, 43 năm rồi mà vẫn còn ôm hận, 43 năm rồi. Tại mình bị ảnh hưởng cái văn hóa của người Tàu, 4.000 năm bị đô hộ mà văn hóa mình bị ảnh hưởng cái phong kiến cái người Tàu quá nặng nề đi. Hỏi chứ lên coi ba cái phim Tàu coi, toàn là 10 năm sau kiếm hiệp rồi đó, 10 năm sau trả thù chưa muộn, với đời này qua đời chia khát máu. Còn cái văn hóa của người Mỹ, mày đánh nhau rồi thôi. Bởi vì Duy thấy thằng Mỹ nó sang Việt Nam nó thiệt hại rất là nhiều, nhưng mà nó cũng trở lại Việt Nam bắt tay vui cười và nói chuyện, và nó có cái hay nè, nó làm sai thì nó xin lỗi, và nó xin lỗi và nó sẽ làm lại, nó sẽ giao tiếp cái tình bạn lại, chỉ vậy thôi. Còn người Việt của mình không có. Thù Đánh quá, nhau rồi là ôm hận cái thù đời dai quá. qua đúng không? Ừ, dai khủng khiếp luôn. Đời đời qua đó hết đời này, đời cha tôi, nó giết cha tôi, bây giờ tôi phải giết lại cha nó, rồi cái kiếp nhau 43 năm rồi chống loạn xạ sàn ngầu hết. Đó. Còn nói gì nước Mỹ nó không có giỡn đâu, không có dễ đâu Duy ơi. Thì bây giờ Nói nếu chung mà Mỹ mà nó lại bây giờ em hỏi em một câu, nếu mà bỏ qua vấn đề chính trị qua một bên đó, thì ở bang Cali đó, đã có một cái thượng nghị sĩ người Việt đầu tiên, đó là chị Janet Nguyễn. Thì anh nghĩ rằng nếu mà mình bỏ qua chính trị một bên, thì người Việt rồi Nam mình ở nước ngoài có xem cái đó là một cái sự tự hào được hay không? đối với anh đó chẳng có gì tự hào hết. Tại sao anh không phải là mình nó chính trị rồi, tại vì Mỹ nó là thằng hiệp Trung Quốc. Khi nào cái cộng đồng của người Việt mình ở bên Mỹ đó, nó đông á, ở Mỹ đó nó có cái cộng đồng của mình đông á, bà Janet Nguyễn đó, nói chung á bà chỉ là nghị sĩ của thành phố, nhưng bà không thể nào chen chân vô đời nghị sĩ của tiểu bang hay là nghị sĩ của liên bang được. Có nghĩa là nằm trong cái bộ máy chính của chính phủ đó, nằm không nổi. Tại vì bà nằm trong đó, bà chỉ lấy lá phiếu của mấy chục ngàn người Việt trong cái cộng đồng bao xa thôi, trong cộng đồng người Việt ở Cali Vậy thôi. thì em có một sự mập mờ cũng như anh nói, chứ không phải là cái cô người thiện, cái chị mà Janet Nguyễn là thượng nghị sĩ nằm ở trong thượng viện Hoa Kỳ luôn ha, không phải ha? Nổ no. No, em nổ no. Có bao giờ anh thấy bả đi ra ngoài White thì, House thì không? em làm gì biết Không nhiều, em chỉ đọc tin có, anh đọc báo anh thấy vậy không thôi. có. Thì đó anh mới nói với em, bởi vì những người mà chế độ cũ đó, họ quan tưởng, họ hãnh diện, họ nói ô tôi đã làm việc cho chính phủ Mỹ. Thì ông Hoàng Duy Hùng ở Texas cũng vậy, ông lúc trước ông cũng làm thượng nghị sĩ ở trong cái thành phố cái Houston, bên Houston đó, ông làm hết nhiệm kỳ trong cái thành phố thôi. Giống như tại vì cái cộng đồng của mình, thằng Mỹ đó, trong cái cộng đồng của mình mà đông người đó, thì cái lá phiếu của mình đông thì mình được vô cái nghị sĩ của thành phố ở Mỹ. Nó tam quyền phân lập mà Ủa em, vậy là nó có vậy mà em tưởng đâu cái chị Janet Nguyễn này đã ngồi một cái ghế trong Quốc hội Hoa Kỳ rồi chứ, không phải anh? no, bà chỉ là trong cái cộng đồng của người Việt thôi, trong cái cộng đồng tất cả những gì bầu cử rồi vậy nữa, bà chỉ lấy lá phiếu trong cái cộng đồng người Việt thôi. Vậy bây giờ anh lấy cho em một cái ví dụ nữa nè, rất là chính đáng nè. Lúc trước có một cái bà Sen Sen Senra, cái bà này là người Mỹ Tây Cơ, bà qua bà ủng hộ, bà chống nhà nước Việt Nam ghê gớm lắm. Bà qua bên cộng đồng Việt Nam tại vì bà thấy bà ăn được, bà qua đó bà lấy lá phiếu một thời gian, bà ở đó mấy ông cộng đồng bên Việt Nam đó, ôi thần tượng bà, cổng bà trên đầu luôn mà. Rồi sau này bà thấy bà không ăn được nữa, bà bỏ cộng đồng Việt Nam, bà đi qua cộng đồng Mỹ, bà làm nghị sĩ bên cộng đồng Mỹ. Mấy ông rồi bà đi qua bên Cuba, bà ôm ông Castro bà hôn xong rồi về. Mấy ông mà ở bên chống cộng bên Cali đó, cộng đồng lúc trước bà theo đó, chửi bà quá chừng luôn, nói bà giờ là bà là cộng sản rồi, chửi bà tan nát luôn. Mỹ mà chính trị là má đi thoát em ơi, chính trị là má đi thôi thoát rồi. Em nên nhớ Janet Nguyễn đó được ngồi trên ghế đó là bà ăn tiền, bà ăn những cái lá phiếu của những người dưới. Khi nào bà hết nhiệm kỳ hết chức thì bà cũng văng vô vách thôi. Bà chỉ là bây giờ thử bà chỉ là nghị sĩ của thành phố thôi em ơi, tại vì em chỉ đại diện cho cái cộng đồng này thôi, tiếng nói của em cũng nằm trong cái cộng đồng đó thôi. Đây em muốn à, bà mà muốn làm cái gì mà đưa lên trên quốc hội Mỹ đó, bà phải đưa qua những cái người senator của liên bang á.
Tại vì á, chứ bà đâu có cái thông tin đó đó là em thì em cũng tìm hiểu trên mạng thôi, em tìm hiểu trên Google á, à. thì nó ghi là cái chức danh của Senate miễn là thượng nghị sĩ. Thì mà thượng nghị sĩ thì em tưởng nó là 100 ông nội mà quyền lực nằm ở trong thượng viện thì mới kêu là thượng nghị sĩ. No. Bà chỉ đại diện cho cái cộng đồng thiểu số thôi. Dạ. Bà chỉ đại diện cộng đồng thiểu số thôi em. Bà không có tiếng nói gì về vấn đề mà cựu nước Mỹ mạnh hết trơn á. Có bởi vì ba em có bao giờ mà em thấy bà tường trình ở trên quốc hội Mỹ đâu? Bà đâu có. Em nhớ Bà có đâu có một được, cái vụ bà á, đâu có cái vé đó. em nhớ có một cái vụ Bà đâu có là cái chị vé. Janet Nguyễn nó bị mời ra khi mà chị trình bày một vấn đề về quá khứ, nhưng mà ở chỗ nào thì em không nhớ. Cái đó là nằm ở Cali, cái đó là ở trong cái Orange County, nó thuộc về Orange Dạ. County, nó gọi là thuộc về quận, giống như ở ở thành phố Việt Nam mình nó có quận rồi có chủ tịch rồi phó chủ tịch rồi nó có một cái ban ngành riêng vậy đó. Đấy. Dạ. Ổng nó nằm ở ở tại vì cái tiểu bang Cali nó lớn lắm. Bả thuộc về quận thôi, cái bả thuộc về thành phố thôi, senator của thành phố Orange County thôi, bả đại diện cho người Việt thôi. Chứ đâu có Dạ. đâu có tiếng nói gì ghê vậy, không có tiếng nói gì ghê vậy đâu, không có ghê gớm gì đâu. Nói chung là Mỹ mà em cái ở Mỹ nó có nhiều cộng đồng, nó là Hiệp Trung Quốc thì cái cộng đồng nào mình lo cộng đồng đó thôi, Thì tiếng nói của ở Mỹ Mỹ đó, đâu có mạnh dữ ở vậy. Mỹ ngay chỗ khu người Việt đó anh, thì nó 2 tuần này nó có một cái sự kiện là biểu tình hai cái đài truyền hình, một cái là Paris by Night với một cái là Vietfay, khi mà sử dụng chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long. Rồi thì theo cáo buộc của những người mà biểu tình đó, nói là bây giờ chơi với cộng sản, làm lợi với cộng sản mà đi biểu tình như vậy á, thì quan điểm cá nhân của anh nghĩ sao về cái này, đúng hay sai? Đó là sai, tại vì á, họ biết cái đó là cái quyền lợi của dân tộc thôi, mấy cái đài truyền hình người ta chỉ đưa ra vấn đề nét văn hóa thôi, chứ đâu nó đâu có mang tính cách chính trị gì mà lớn lao đâu. Mà biểu tình chống thì như vậy là mình làm vậy là mình cực đoan, đối với anh những người đó họ cực đoan. Thì ví dụ như Nó mình cần phải nói kết với nhau để rằng mà dạ giống như anh với là Duy anh em mình nói kết với nhau để rằng mình trao đổi sự hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn dạ nhau. Tại sao người dạ Mỹ họ làm được mà cộng đồng người Việt Nam không làm được? Hở dạ ra cái đi biểu tình cái đó là lạc hậu. là đi biểu tình như vậy thì cũng sẽ gây thiệt hại cho hai cái đài rất là lớn, đúng không? Nó Đúng sẽ gây thiệt rồi, hại cho hai đúng cái rồi. đài đó. Và hai cái đài đó bây giờ nó theo như những người đó yêu cầu á, thì một á là phải gọi là đánh cho sập luôn, hai á là phải thay đổi cái đường hướng hoạt động, thì như vậy ta mới chịu. Còn không chịu hai cái đó đó thì tới Chủ nhật tuần sau đi biểu tình nữa. Thì em hỏi anh á là với những cái sắc dân khác ở bên nước Mỹ đó, ngoài sắc dân Việt Nam mình ra, thì họ có làm như vậy với dân tộc họ hay không, hay là họ có, hay những cái chuyện nhỏ nhặt Không như vậy họ có đi biểu tình không? không, ngay cả cộng đồng của người 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 Trung Hoa đó họ rất là đoàn kết, họ họ đoàn kết khủng khiếp, cộng đồng Mỹ gì nữa. Còn những cái cộng đồng của những nói chung những quốc gia khác họ họ rất là văn minh và lịch sự, họ rất là hiểu biết, họ trao dồi và họ tìm hiểu lẫn nhau để rằng họ góp phần. Bây giờ họ họ thấy một cái đảng cái đất nước của mình nó không có được tốt thì họ ủng hộ, họ giúp đỡ nhau. Ngay cả cộng đồng người Mỹ thì họ biết rằng cái đất nước của họ còn nhiều khó khăn, những cái đài những cái chương trình của đất nước họ họ luôn luôn ủng hộ nhiệt tình. Mà chỉ có cái cộng đồng của người Việt của mình họ tại họ còn mang trong lòng cái hận thù, họ còn mang cái chủ nghĩa gọi là căm thù đó, họ không bỏ được, cho nên rất là khó. Mà nhất là chỉ có người Việt mình thôi, cái người Việt mình thôi, nói chung là anh thấy chỉ có cái cộng đồng người Việt của mình là loạn nhất, rất là loạn. Còn những tất cả những cộng đồng khác họ đoàn kết ghê gớm lắm, họ đoàn kết khủng khiếp lắm, họ vì quyền lợi dân tộc quốc gia. Bởi vì tại sao có những người yêu nước họ bực mình, họ đứng lên họ chống lại những cái người mà chống cộng cực đoan. Ngay cả ông Nguyễn Cao Kỳ cũng vậy, ông còn chửi những cái thành phần chống cộng cực đoan là những cái côn đồ thế này thế nọ, tại vì ông thấy nó không có cái ích lợi gì cho dân tộc hết. Mình phải đặt cái quyền lợi dân tộc lên trên, dân giàu thì nước mới mạnh. Cái quyền lợi dân tộc, đất nước mình đã đổi mới rồi, mình phải giúp cái người dân Việt Nam trong nước để họ mở mang những kiến thức để cái dân trí ngày một cao hơn, để đất nước được tốt hơn. Nếu mình muốn có những người lãnh đạo tốt thì cái người dân trước hết phải có những cái dân trí và những cái hiểu biết sâu rộng, tại vì lãnh đạo từ đâu mà ra, cũng từ dân mà ra Dạ. thôi. Mà bây giờ mình ngồi mình cứ, bây giờ ví dụ bây giờ nói bây giờ mai nay đất nước cần những người như Duy, thiệt là tiếp nối đâu có biết được. Bởi vì mình cần phải trau dồi cái sự hiểu biết, cái kiến thức
chứ không phải mình chống chống cái kiểu vậy là không có đúng. Cái vậy thì không đúng, bởi vì ngay cả Mỹ nó chỉ nhìn đó mà nó cũng không thèm đếm xỉa tới. Tại sao người Mỹ, chính quyền Mỹ họ vẫn tiếp tục mà thắt chặt cái vấn đề ngoại giao với Việt Nam? Vì quyền lợi của dân tộc là trên hết, quyền lợi lợi ích của hai quốc gia là trên hết. Họ đâu có phải vì những cái cộng đồng của người Việt đâu. Anh là cái cộng đồng của người Việt chống phá đất nước, ok anh ở trong đó kệ anh, anh treo cờ gì kệ anh, anh muốn làm gì kệ anh, nhưng mà anh đừng có phạm pháp nước Mỹ thôi. Còn việc của chúng tôi là nước Mỹ, quyền lợi của dân tộc là trên hết. Chúng tôi ngoại giao à, nói kết. Tại sao người Mỹ họ qua Việt Nam họ hát nói vòng tay lớn được à, tại vì họ thực tế và thực dụng. Còn người Việt Nam của mình cứ hận thù ngồi đó cứ bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, phản đối là bày tỏ sự hiểu biết, mà đằng này cứ vạch rồi bới rồi xuyên tạc rồi Photoshop rồi tìm đủ cách chống phá. Cuối thì, cùng này nói chung á thì người, người dân mình thiệt hại. Về cá nhân của em á, khi nhìn nhận sự việc đó thì em thấy như vậy, nó có hai vấn đề. Một á, là họ lợi dụng cái quyền tu chánh án số 1 á, tức là quyền tự do bầu cử. Họ nghĩ rằng một xã hội văn minh thì sẽ phải tự do biểu tình, thì biểu tình như vậy thể một cái sự văn minh. Nhưng mà em là khách quan, em nhìn vô em thấy nó không văn minh, em thấy nó không văn minh. Nếu là em sẽ làm khác, em sẽ gặp riêng những người đó, những người trong TV gì đó, trong Paribana gì đó, mình nói chuyện đàng hoàng, mình nói chuyện đàng hoàng, mình trình bày cái nguyện vọng của mình ra, và mình nói nếu mà ông thay đổi tôi như vậy thì nó sẽ văn minh hơn rất là nhiều. Còn bây giờ em nhìn thấy cứ đứng cầm cái cờ rồi la cho banh cái cổ đi, rồi có một người MC phỏng vấn thích cái này kia, em nhìn cái hình ảnh đó, nếu mà nói dân Mỹ văn minh, em không thể văn minh ở cái chỗ đó là số 1. Còn cái không, số 2 người, nữa, nếu người mà Việt em của là mình một không có văn minh, dân trẻ Việt người Nam, Việt sống ở Mỹ không có văn minh, em là một người dân dân trẻ Việt Nam, em muốn đi qua Mỹ đầu tư, mà em thấy cái cảnh em rất là sợ, tại vì khi mà qua bên Mỹ mình làm ăn á, mình làm ăn đúng kinh tế, rồi. thì mấy bố lại lôi chuyện chính trị vô, đúng không? Mấy bố là thằng Duy Nguyễn cộng sản, rồi xong rồi Chính thằng xác. Duy Nguyễn chỉ tập tại như bữa đó này, nó Đấy. tuyên truyền cộng sản, nó làm sao em dám đầu tư? Đó là hai cái vấn đề em nhìn qua cái cuộc biểu tình này, Đấy. em rất là nản luôn á. Đúng rồi, họ vô ý thức, cách yêu yêu nước của họ một cách vô ý thức, nó gọi là nhiệt tình mà cộng với sự ngu dốt á. Nhiệt tình nhưng mà cộng với sự ngu dốt, cho nên nó thành phá hoại. Cái người Mỹ họ thực dụng lắm, Duy ơi, họ thực dụng lắm. Họ không phải nói với Duy anh sống ở Mỹ nhưng mà chưa bao giờ anh sống với cộng đồng người Việt đâu. Anh không bao giờ, chỉ vô đó đi chợ hay là ăn tô phở rồi đi về thôi. Tại vì cái cách sống của họ nó không có văn minh đâu. Anh nói thiệt á, họ sống nhiều khi mình ngồi mình thấy kỳ lắm. Tại vì không phải anh về Việt Nam thì anh nói anh rất là yêu cái quê hương của mình, ai ăn uống hay sống sao anh sống vậy à. Nhưng mà tại vì những người này họ sống ở Mỹ họ sống kỳ cục lắm. Họ sống rất là kỳ cục. Cái đất nước của người tại đang nói chuyện mà mấy thằng mà chống cộng nó gọi anh nó phá anh hoài à. Mấy thằng mà bao que nó ghét, nó căm thù anh, nó đi kiếm anh à. Nó phá anh hoài. Rồi nếu mà cái việc mà người ta thì căm nói thù chung anh, là người ta vậy. đi kiếm anh, thì nó có gây bất tiện cho cuộc sống anh không? Nó có gây bất tiện cho cuộc sống anh không? Nói chung thì nó cũng có một phần ảnh hưởng, nó cũng có một phần ảnh hưởng. Tại vì bây giờ anh đi đâu anh cũng phải dòm trước ngó sau. Hồi lúc trước anh đi đâu cũng thoải mái, bây giờ anh đi anh phải ngó trước ngó sau. Nó chỉ ảnh hưởng là vấn đề đó, tại vì anh đã báo cảnh sát rồi. Trong vòng một tháng cảnh sát nó sẽ truy tố. Tại vì hiện nay anh hỏi rồi, cảnh sát nó trong vòng một tháng. Tại vì nó phải gom hồ sơ lại rồi, nó phải cảnh sát hình sự liên bang FBI đó, nó phải gom hồ sơ lại và nó chuyển dịch. Trong vòng một tháng nó có sự bất tiện là mình em có một cái ý kiến này alo em trình bày trước, nghe rồi rồi anh alo, em có một cái ý kiến này em trình bày trước, rồi anh là người sống ở bên Mỹ, anh nhìn anh nhiều nghe hơn em, thì anh có đúng không con nha? Em thấy ở bên Mỹ đương nhiên là họ chống cộng đó, mà cái chuyện họ chống là cũng là cái quyền của họ, em không có phản bác. Họ chống không chống, tại em đứng đúng trên góc độ bây giờ em nhìn cho họ, đúng đúng họ đúng muốn chống thì họ chống, nhưng mà em cảm giác như cái kệ việc họ chống đúng của họ nó vô vọng và nó không có kết quả, vì họ thiếu một người thủ lĩnh. Cụ thể trong cái chính biểu tình xác Paris by Night chính xác mà có hai ba chính phái đoàn xác lại với nhau, chính xác chỉ là một chung chính một mục đích xác thôi, nhưng mà tới hai ba phái đoàn lại với nhau rốt cuộc cãi nhau ông trời hết,
cãi nhau quá rồi cãi luôn. Thì như vậy đúng thì chống để làm cái gì? Chống để làm cái đúng, gì? chính Cái đó xác, có phải là con vô rắn tình đầu em mình làm cái trò cười, mình làm cái trò cười cho dân Mỹ nó đây coi, và mình làm trò cười cho đấy những người người ta đúng được phát cái video lên coi, đúng không? Mình phát video lên coi á, đấy làm gì vậy? Tự nhiên gì đúng, thiếu một cái sự đoàn chuẩn, em kết, nói chuẩn. thiếu minh chủ, thiếu người giỏi, thì trên cái mặt trận lý luận đã không thể nào mà mình hô hào người khác nó nghe theo mình được rồi. Nên em cũng không hiểu nhiều Đúng. khi mặc dù là tu chính án số 1 là cho phép biểu tình, nhưng mà biểu tình để làm cái gì? Ừ. Em thấy nó không có mục đích. Thậm chí phỏng vấn cái người biểu tình đâu Biểu em, phỏng vấn cái người biểu tình đó là người biểu tình hỏi là ủa vậy vậy chứ em có biết mục đích của biểu tình không? Không không, em đi theo ủng hộ thôi à, còn cái chuyện biểu tình là cái chuyện ở trên thì kỳ vậy. thì đó em nên nhớ đó, ở Mỹ đó Dạ. biểu tình á nó phải có một cái khuôn khổ pháp luật của nó, chứ Dạ. không phải là em biểu tình tầm bậy tầm bạ đâu, em phải xin phép nè để đặng mà cảnh sát người ta biết, người ta ổn định trật tự đi, chứ không phải là đi biểu tình tầm bậy tầm bạ đâu. Mà người Việt của mình thì nói chung thì không có văn minh, những người mà Việt anh nói sống ở bên Cali, những người cái trong cái cộng đồng người Việt họ không có văn minh, họ hiếu văn minh rất rất là nhiều, họ sống họ đi thụt lùi, họ chỉ tụ tập vô cái cộng đồng rồi chống phá rồi chia năm xẻ bảy rồi chống loạn xạ sàn ngầu hơn hết. À, vài bữa rồi hội đoàn này chống hội đoàn kia rồi chụp mũ với nhau rồi đội cho nhau cái nón cói luôn. Mấy mấy ổng bên này chống vậy đó, nó kỳ lắm em ơi, nó chống một cách kỳ dị họm lắm, cho nên mà nói tới cộng đồng người Việt thì nó ngao ngán lắm, nó rất là ngao ngán. Anh thấy thôi thà là về Việt Nam còn tốt hơn, về Việt Nam anh đi Việt Nam hoài à, anh đi về thường xuyên lắm. Thì nói chung mà chịu khó làm ăn á thì ở chỗ nào sống cũng được. Còn tất nhiên chỉ có một bộ Đúng. phận nhỏ người ta suy nghĩ chưa có thấu đáo thôi. Nhưng mà giờ em hỏi một vấn đề Ừ. khác là ở bên Mỹ á, là cái giống như là thủ đô người Việt tị nạn á, là ở đi đô Sài Gòn, thì ở bản thân của những người Việt tị nạn họ cũng có nhiều người làm ở trong khối chính quyền, thì họ có thể vận dụng được cái sức mạnh của họ ở trong chính quyền để lo cho cái đời sống của chính đồng bào mình bên đó tốt hay không? Em nói về với người người nghèo á. Không em ơi, nếu mà những người mà làm việc cho chính quyền như Janet Nguyễn đó, thì bà tranh cử cho cái quyền lợi của cái cộng đồng, là Dạ. những người đó họ bầu bà những cái quyền lợi mà như nào mà của cộng đồng của người Việt ở đó họ họ mong muốn á, thì bà đòi hỏi thôi. Chứ còn mà những người mà làm việc về bên quốc phòng rồi an ninh rồi đó là tuyệt đối nha, tuyệt đối nha em, ngành cảnh sát cũng vậy nha em, công là công, tư là tư. Anh ăn cơm của chính phủ Mỹ, anh phải làm phụng sự cho nước Mỹ, anh mà xía vô chính trị của Việt Nam là Mỹ nó đuổi việc anh liền, nó cách chức anh liền, nó Dạ. dăng anh dăng ra ngoài vách liền, chứ không phải gì đâu. Tại vì nhưng mà ở trong cái cộng đồng của anh thì anh làm chính trị ở trong đó, anh hưởng cái quyền lợi của anh trong đó, anh phục vụ cho cái cộng đồng đó thì khác. Còn nếu mà anh phục vụ trong quốc phòng hay những cái an ninh quốc gia như của nước Mỹ, giống như con nhỏ anh quên tên rồi, nó làm cố vấn cho bà ông Obama đó, khi mà sang Việt Nam đó nó đâu dám xía vô gì đâu, nó cũng khuyên ổng qua Việt Nam là phải cái nói làm sao cho quyền lợi hai quốc gia thôi, chứ nó đâu có đề cập, nó là cố vấn cho vấn đề châu Á của nước Việt Nam đó, nhỏ nó giỏi lắm á anh thấy không, nó đâu có nói vấn đề chống phá đất nước đâu, nó mà nói là bậy bạ là ông Obama ông đuổi việc liền, mà hỏi lương nó rất là nhiều, mấy đứa đó làm lương cao lắm, vài trăm ngàn năm chứ không phải giỡn đâu, lương nó rất là cao mà quyền lợi của nó rất là nhiều, nó đâu có ngu em. Khi những người đi lính vậy, anh thấy trong quân đội Mỹ những người làm trong trong hải quân đồ cũng vậy, anh phục vụ nước Mỹ là anh chỉ nói chuyện Mỹ thôi, anh không có nói chuyện chính trị của Việt Nam Cộng Hòa hay Cộng sản gì trong đó, anh không được, anh cấm cấm. Anh mà nói cái là nó lột lon anh liền hay là nó đuổi anh về giường liền, mà đâu có ai ngu em, không có không có. Thì bởi vì cái người Việt của mình ở bên này đó họ 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 hãnh diện, họ nghĩ là khi mà được làm việc cho Bộ Quốc phòng hay là chính quyền Mỹ đó là tôi ngon lắm, là tôi có tiếng nói, tôi có thể đàn áp được cộng sản, tôi có thể dẹp được chính quyền cộng sản. No, no, no. Không có chuyện đó em, không có đâu. Cái nằm mơ đi cũng không có đâu. Thằng Mỹ Mỹ mà em, quyền lợi của nó là trên hết. Anh ăn cơm của tôi, của thuế của dân, của quốc gia nước Mỹ, anh phải phục vụ cho nước Mỹ một cách trung thành. Và anh mà anh nghỉ hưu rồi đó mà anh cũng nói tầm bậy bạ là nó bắt anh bỏ tù liền. Mỹ nó hay cái đó, Mỹ Theo nó hay lắm mày, theo như em thấy, nó nếu mà nói về nước Mỹ á, nếu mà nói về nước Mỹ á thì phải đi vô Quốc hội, đúng không? Mà xét cho cùng thì đúng cái người rồi. Việt Nam của mình á nó cũng ít, đúng không? Mà khi mà đi vô Quốc hội như vậy á
thì tiếng nói nó cũng khó mà mạnh được, tại trong quốc hội nó có nhiều ông chứ không phải có mình tôi Đúng. đó, nên mình thuyết phục Đúng. được những ông đó đó nó đã khó rồi. Thì cái việc người Mỹ bây giờ người ta có quyền chọn lựa, người ta chọn lựa giữa cái hợp tác Việt Nam quan trọng hay là cái chuyện mà chiều lòng cái bộ phận gọi là người dân ủng hộ cho mình nó quan trọng hơn. Thì Đúng. cái đó, cái việc đó là em thấy là mình phải tranh đấu với rất là nhiều người trong quốc hội, nó sẽ khó khăn đó. nhưng Đâu phải dễ đâu em. nhưng mà cho em hỏi nè, ở bên Mỹ á, nó sẽ có rất là nhiều sắc tộc, thì mình xét trên cái tổng thể trung bình á, thì người dân Việt Nam mình ở bên Mỹ á, so với những người khác á, thì ở mức trung bình chưa anh? So với Việt Nam mình thấp lắm. dạ Việt Nam mình còn thấp. Anh có cái link để anh sẽ rảnh anh sẽ cho em dạ xem, ngay cả cái đài BBC của bên của người Việt á, đài BBC của người của anh đó, dạ nó còn thống kê đó, người Việt giỏi Việt Nam nghèo hơn, học vấn thấp hơn tất cả các dân tộc khác. thì Cái đây là chính một phần cái là người cũng là Việt ngôn mình đó. ngữ đúng không, một phần cũng là ngôn ngữ, một Đấy. phần nữa là cũng Họ gặp trục trặc. là cũng Cái này là họ không chịu bỏ quá dạ cái khứ sự đâu thù vươn hận, lên. cái sự thù hận nó còn, Đấy. nên mình không có phát huy được hết Đúng. cái sức mạnh của người dân. Đấy, họ không chịu phát huy. Họ ôm những cái quá khứ đó sống chung chui vô Ví cộng dụ bây đồng và giờ á, cứ nó đi với nó lại như vậy, em là người dân Việt Nam ở đây, thí dụ như bây giờ á họ thù hận, họ không về Việt Nam thì cái việc của họ, nhưng mà họ thù hận quá thì những người người ta Việt Nam ta cũng ngại qua bên đó đúng không, ai biết được người người ở Việt Nam trong nước đi qua bên đó đầu tư thì vô tình tạo công ăn việc làm cho người người bên thất nghiệp. Người Việt mình chọn người Việt chứ, ví dụ như em qua bên em đầu tư đi đúng. thì em sẽ chọn những người Việt Nam, nhưng mà chính vì cái sự mâu thuẫn chính trị như vậy là em đâu dám qua bển đầu tư, em mang rủi ro sao em dám đi được đúng không, giống như Đúng em rồi, thấy bà đi bà nó này nó bị biểu tình em tẩy sợ chứ bộ đó, nên nên chính vì cái sự gọi là thù chay hận nên nó vô tình nó làm cho sức mạnh trong nước và sức mạnh nước ngoài nó không phát huy được đó. Mà bởi vậy đúng nhà nước bây giờ đúng là có những cái chính sách mà gọi là gì chính sách gì hòa học hòa giải qua à, đúng rồi, hòa học hòa giải, nhưng mà anh thấy nó còn nhiều nhiều nhiêu khê lắm, nó còn nhiều vấn đề trong đó. đúng rồi đúng rồi. Hỏi em chứ nhà nước mình xây xây cầu hòa hợp hòa giải, những người bên Mỹ, những người chống cộng bên Mỹ họ xây tường, họ xây tường làm sao mình chịu Dạ nổi. Em mình xây cầu hòa hợp hòa giải họ xây tường, mình xây cầu tới đâu thì họ xây tường ngăn cách tới đó, em thấy không? dạ Trong khi đó nhà nước mình đã chịu ngồi xuống để đàng hòa hợp, bỏ qua quá khứ mà họ cứ xây tường lên, họ chống rất là ác liệt. Bởi vậy nhiều khi nhìn cũng buồn em vậy. dạ Mà em hay đó, cái kiến thức của em rất là hay. Anh phải nói là lần đầu tiên anh nói chuyện với em, anh rất là hâm mộ cái tư duy của em, phải nói là tuyệt vời, người rất là cởi mở, còn trẻ mà có cái tư duy như vậy là quá khâm phục. Dạ. Nói chung thì em ơi, nhiều khi nhìn thấy cũng buồn lắm, bởi vì anh thấy vậy anh cũng bức xúc, cho nên anh lên tiếng với tụi nó, thấy họ làm những cái chuyện nó không ra đâu hết. Với lại nước Mỹ nó cũng rộng lớn lắm em ơi, đừng nó đừng cũng đừng có nhìn vào cái cộng đồng mình, đừng có làm ăn với cái cộng đồng người Việt, mình làm ăn với Mỹ á, Nhưng mà mình em thấy dễ vấn đề như vậy, hơn. em thấy những người mà đi chống và những người đi biểu tình cực đoan đó thì đa phần là lớn tuổi. Đúng không? Thì họ sẽ có con Đúng. có cái, thì con cái họ không có tác động thường lại lại cho những người đó được hả, tức là không có khuyên bảo được hả. Em ơi, những cái lớp trẻ mà sau này qua Mỹ nó sống, anh nói thật với em, bây giờ Cali tụi nó bị Mỹ đồng quá hết trơn à. Dạ Em nói đến tiếng Việt nó ơi, hả? What? yeah. Cái giời? Nó nói tiếng Việt mà em ngồi nghe em cười đau cái bụng, cái giời. Nhiều khi nó gọi ông nội, ông ơi ba nó thằng, tại nó nghe mình kêu là thằng á, nó hỏi thằng ông nội nói cái gì? Tại vì nó chỉ nghe mình tiếng Việt chưa chẹo chẹo hơn, nhiều khi nó nói ngồi cười đau cái bụng. Mấy lớp trẻ sau này nó bị Mỹ đồng quá hết rồi em ơi. Chỉ còn một số thành phần mà gọi là sống qua mà không biết ngôn ngữ, không có đến trường mà học được cái văn hóa của người Mỹ đó. Em biết vùng Mỹ nó dạy kỹ lưỡng lắm, nó dạy những đứa trẻ kỹ lưỡng lắm, cho nên dù mà cha mẹ nó có đầu độc cỡ nào là nó hỏi cái gì, anh có con anh biết mà em. Nhưng mà ít Hỏi ít cho nó nó ngồi nó nói là cười giờ thôi cha mẹ ở nhà nó ngồi đi, nó cười cha mẹ đi làm đi, chứ cha mẹ đừng có ra ngoài trời nắng nóng rồi cha mẹ la đau khổ, nó phải khuyên cha mẹ nó chứ. với lại em biết mà, thì em cũng đã hiểu rồi, người Mỹ họ sống thực tế và thực dụng, con nít bên này nó cũng vậy đó, Dạ nó luôn vậy đó, nó chỉ đi học đến trường và nó học, nó tiếp thu cái văn hóa và cái kỹ thuật khoa học hiện đại là làm sao nó học xong đại học nó có bằng cấp và nó đi làm nó kiếm tiền và nó có một đời sống gọi là tốt hơn, nó chỉ nghĩ vậy thôi. Còn mà cái chuyện mà như mà mấy người cha mẹ nó làm, nó chỉ anh nói em hả cái giời quá,
Nó cười lắm. À hả, khi mình Sẵn gồm nghe thấy tội mấy đứa trẻ lắm. nói về con và cha mẹ thì em hỏi anh cái vấn đề này bên Mỹ nha. Thí dụ như văn hóa Việt Nam mình nó khác. Văn hóa Việt Nam mình là đại gia đình, đó là con ở chung với cha mẹ. Nhưng mà văn hóa bên Mỹ nó khác. Nó ở riêng thì nó Đúng. sẽ mua nhà cho cha mẹ Đúng. nó ở nhà, mà cha mẹ nó già quá trời rồi không làm gì được, nó ở nhà khác. Thì như vậy á, thì nếu mà là một gia đình Việt Nam bây giờ qua Mỹ sống theo kiểu đó, hay là gia đình Việt Nam bây giờ qua Mỹ sống theo kiểu cũ, tức là con cái chung với gia đình. Như vậy nè, những người Việt mà qua mà họ có một cái gia đình đông, họ kéo từ Việt Nam qua mà đông như vậy đó, thì họ vẫn còn giữ cái nét văn hóa đó. Nhưng mà khi họ qua bên đây rồi, cái thế hệ tiếp tiếp tới như anh nói vậy đó, bắt đầu nó loãng ra, nó không chịu nữa. Nó ở với cha mẹ tới 18 tuổi là nó xách dép nó đi. Nó Vậy tự cha mẹ lập. buồn chứ. Tới 18 tuổi là nó nói goodbye ba ma, goodbye đẻ đi. Vậy đó, nó tự lập. Nhưng mà những cái thế hệ, nhưng mà anh nói, như anh nói với em, cái thế hệ mà cỡ anh đó, thế hệ gọi là đi cả gia đình Việt Nam qua thì nó vẫn còn sống chung với cha mẹ. Nhưng mà thế hệ sau là nó qua, nó để nó mà qua đây chừng 10 tuổi thôi, nói chung chừng 10 tuổi 15 tuổi đó. Anh có cái anh bạn này, anh mới qua đây khoảng mười mấy năm mà hai đứa ba hai bốn gia đình, hai vợ chồng với hai đứa con, hai đứa con gái, có đứa có mười mười đi qua lúc đứa 13 tuổi 15 tuổi, mà bây giờ em biết nó vừa mới học xong trung học gì, nó ra là nó bỏ cha mẹ đi, tội nghiệp lắm. Bây giờ hai hai vợ chồng ở nhà lủi thủi mình, nó buồn gặp anh cái buồn, thấy nó giờ nó lớn rồi, hai đứa con gái nó ra ngoài, nó thuê nhà nó ở riêng. Ý là nó qua 13 tuổi rồi đó em. Nó qua 13 tuổi rồi đó mà nó còn bị Mỹ đồng hóa đó em nghĩ. Nó còn bị Mỹ đồng hóa đó. Nó không quan tâm gì tới Việt Nam chứ, nó chỉ biết sống làm sao là đi làm có tiền, đi học 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 được có cái bằng rồi đi làm có tiền rồi sống. Vậy đó. Vậy thôi à. Dạ thì Còn chính chị chính em chẳng để. thì hồi nãy có một cô nó hỏi hỏi chú lại mà hỏi anh Lê Minh luôn á, là anh nghĩ 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 sao gì với cái việc thứ nhất là làm nail và thứ hai là con lai. Hình như là vấn đề này là anh có trình bày ở đâu đó rồi đó, và có một số người người ta không đồng thuận Họ với bức cái ý kiến xúc. đó của anh, thì bây giờ anh có thể nói lại không? Đúng. Anh nói lại, nói chung là anh xin lỗi những người nào mà đụng chạm đến nghề nghiệp của họ. Về vấn đề nghề nghiệp thì nó là